Vâng, ngày hôm nay showroom của em Việt mang đến cho các bác với một sản phẩm rất thú vị đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng của Pháp. Và có lẽ đây là một trong những cái sản phẩm mà các anh chị chúng ta có thể quan sát là nó có một cái không gian nội thất vô cùng hiện đại trẻ trung mà chúng ta chưa bắt gặp ở bất kỳ một cái mẫu sản phẩm đến từ các thương hiệu Nhật hay là thương hiệu Hàn. Đầu tiên thì các bác hãy nhìn cho em cái cụm đồng hồ hiển thị của nó. Nó là đồng hồ dạng 3D. Đấy, vâng, cảm giác như là chúng ta đang nhìn trên một cái kính thực tế ảo vậy, với các cái thông số hiển thị rất là rõ nét. Một cái form dáng ngoại hình vô lăng thiết kế rất thể thao, vắt đáy như là ngồi trên một chiếc xe đua vậy. Ngoài ra thì các bác có thể nhìn cho em là những, kể cả những cái phím bấm trên chiếc xe này, nó cũng mô phỏng cái phím bấm ở trên những chiếc máy bay chiến đấu vậy. Đó, rất nhiều những tính năng và công nghệ trên chiếc xe này các chị nhá. Và khi mà các bác chúng ta thay đổi cái chế độ lái thì các bác có thể nhìn cho em cái giao diện của chiếc xe này, nó cũng được thay đổi theo. Đấy, rất đẹp mắt, đúng không ạ? Vâng, vậy thì một cái sản phẩm đến từ thương hiệu của Pháp đó chính là Peugeot. Và các anh chị chúng ta hãy ngắm nhìn chiếc xe này giúp em nhé. Chiếc xe thì các bác có thể thấy là hiện tại đang lăn bánh chuẩn có 5.2 km thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí kích thước lớn tích hợp với cam lùi Full HD. Khu vực bảng táp lô trung tâm của xe thì các bác có thể thấy là họ sử dụng các cái chi tiết vân carbon kết hợp với nhựa bóng piano. Khu vực cần số của xe thì đây các anh chị có thể nhìn giúp em là nó được bọc da cao cấp này. Đấy, xe được trang bị phanh tay điện tử và chế độ ba chế độ lái. Đấy, vô lăng thì các bác có thể thấy là có lẫy ga tự động CruiseControl đằng sau nhá. Rất mới luôn các bác ạ, với chiếc xe này. Nhưng ngày hôm nay thì các anh chị ta sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá. Và dù là một chiếc xe đến từ châu Âu nhưng mức giá hiện tại cho cái sản phẩm này thì có lẽ thì bây giờ chúng ta thấy là nó cũng chỉ tương tự như là những cái sản phẩm đến từ các thương hiệu Nhật, thương hiệu Hàn thôi. Nhưng mà phải nói là với những ai đã từng cầm lái và trải nghiệm chiếc xe này thì các bác thấy thực sự chiếc xe mang tới chúng ta cảm giác lái rất thú vị. Và một cái form dáng, một cái ngoại hình cũng rất đặc biệt. Hàng ghế thứ hai các chị có thể thấy nó cũng khá rộng rãi này. Đấy, ghế da zin nguyên bản theo xe đây nhá. Đấy, nhưng các bác có thể thấy là theo thời gian nhưng nó vẫn còn rất là mới, vì xe nó mới chỉ lăn bánh 5.2 thôi mà là một chủ. Cái form ghế của nó các bác có thể thấy nó nhìn rất là thể thao, đúng ạ, rất là thể thao. Ngoài ra thì các chi tiết phần trần này các bác nhìn cho em này cũng không một tì vết. Đấy, tablo tapi cánh cửa nhá, thì các chị chúng ta cũng có thể là quan sát luôn cho em, rất đẹp luôn các bạn. Vậy thì đây, tiếp tục với cái hàng ghế trước đi. Đấy, thì cái lẫy ga tự động CruiseControl của nó thì bây giờ nó sẽ tích hợp ở sau vô lăng như này. Ngoài chiếc xe thì sẽ được trang bị cho các anh ta với ghế lái là ghế chỉnh điện. Đấy, và một cái form ghế rất thể thao, và cái chất liệu da của dòng xe này cũng thực sự là cao cấp các bác nhá. Đấy, và đây các chị nhìn cho em này, nghe chiếc vân carbon của nó này và chiếc nhựa bóng piano. Được chưa? Xe được trang bị đèn auto và cản mưa auto, và các bác có thể nhìn cho em cái cụm đồng hồ điện tử 3D của nó. Vâng, thực sự là quá đẹp. Quá đẹp luôn. Gần như là chúng ta chưa bắt gặp ở trên bất kỳ một chiếc xe Nhật hay là xe Hàn nào, đúng không ạ? Và đây, con này thì bao zin của chúng ta tất cả từng nốc, từng cái chốt khóa hay là từng cái tem mác đầy đủ nó hết, các anh chị nhìn cho em này. Và máy đang nổ nhưng mà máy của nó thì cực kỳ êm. Và có lẽ thì đây là một chiếc xe mà mang tới cho chúng ta với khả năng vận hành rất tiết kiệm nhiên liệu, vì động cơ của máy của nó chỉ được trang bị động cơ máy 1.2 turbo thôi. Nhưng mà đi chiếc xe này cảm giác không hề yếu nhá. Ở đây chúng ta còn có cả cảnh báo lệch làn đường này, rất là nhiều tính năng công nghệ cao cấp ở trên cái sản phẩm này. Vậy thì mang tới cho các anh chị ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng em khám phá cái ngoại hình của chiếc xe này nhá. Đây các bác thấy nó còn đèn nội thất offline này. Đấy, cái này khi chúng ta bật đèn lên thì các chị ta thấy nó sẽ có đèn nội thất offline nhá. Và một cái không gian nội thất phải nói là rất chất lượng đến từ thương hiệu Peugeot của nước Pháp. Vâng, vậy thì đây. Đấy, trước mặt các anh chị ngày hôm nay thì showroom của em mang tới cho các anh chị ta đó là một chiếc Peugeot 2008 phiên bản cao cấp nhất GT Line. Chiếc xe này được sản xuất vào năm 2021 và đến bây giờ các bác thấy là lăn bánh chuẩn của 5.2 thôi. Thì đây là một cái dòng xe 5 chỗ cỡ nhỏ, nhưng phải nói là cái ngoại hình của nó thiết kế rất đẹp mắt. Cái đèn hậu thì các bác nhìn cho em này. Đấy, nó được trang bị với ba cái bóng đèn màu đỏ, nó kiểu dáng giống như là cái vuốt sư tử vậy, đặc trưng của cái thương hiệu Peugeot này. Đèn led xi nhan mà họ cũng thiết kế dạng 3D này. Đấy, các anh chị nhìn cho em cực kỳ đẹp mắt, đúng không ạ? Mức tiêu thụ nhiên liệu thì đây, các anh chị có thể thấy là chiếc xe này nó chỉ ăn có 5,9 lít xăng cho 100 km hỗn hợp, đường ngoài nó thì ăn có 4,70 lít xăng các chị nhá. Đấy, đuôi gió tích hợp đèn phanh ở trên cao, được chưa ạ? Đấy, phía sau này chúng ta có bô kép và có cả cảm biến cảnh báo va chạm nữa. Quá ok, đúng không ạ? À, những cái đường form ở trên thân xe thì các bác cảm giác thiết kế của nó rất là đẹp, đúng không ạ? À, và đây, xe được trang bị chúng ta với bộ la răng phay và kích thước của nó là 17 inch.
Đấy, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS anh chị nhá. Đấy, có cả bậc cửa lên xuống luôn. Và các anh chị nhìn ngắm cho em này. Đấy, kiểu dáng thiết kế của chiếc 2008 GT Line bản full cao nhất ở cái dòng 2008 này. Đấy, dòng này thì phù hợp để anh chị nào chúng ta mua một chiếc xe dòng xe cỡ nhỏ, đúng không ạ? Đây anh chị nhìn cho em nhá. Đấy, LED xi nhan này. Đấy, bản GT Line cao cấp nhất, được chưa ạ? Con này là gốc thủ đô nhá, lăn vừa đăng kiểm xong thì tháng 5 2026. Chiếc xe này thì lăn bánh thì nó cũng sẽ rơi vào cỡ khoảng loanh quanh 800, đúng không ạ? Còn bây giờ thì các bác bỏ ra cho em có hơn 600. Thiết kế phần đầu xe thì các bác có thể thấy độ đẹp của nó đây. Đó, vâng, thiết kế mới và với phần lưới tản nhiệt và các cái chi tiết chrome bên trong tạo điểm nhấn này. Hệ thống đèn pha thì đây các bác có thể thấy được trang bị một bóng đèn bi siêu sáng kết hợp với ba cái gạch đèn LED, LED xi nhan và LED định vị ban ngày nhá. Và chúng ta có một cái giải LED dọc xuống phía dưới này. Rất đẹp. Và phía trước thì đương nhiên là chúng ta còn có cho em một cái cảm biến cảnh báo va chạm nữa. Và một cái ngoại hình thực sự là rất ấn tượng của chiếc 2008. Đúng không ạ? Đây các bác nhìn cho em này. Đấy, cái hệ thống đèn của nó rất tinh tế và vô cùng đẹp mắt nhá. Đấy, con này thì bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị từ A đến Z, được chưa ạ? Dành cho anh chị nào thích những dòng xe cỡ nhỏ nhưng mà form dáng hiện đại trẻ trung và muốn mua một chiếc xe nó khác biệt so với những cái sản phẩm đến từ Nhật, từ Hàn thì đây là một cái lựa chọn rất là đáng để chúng ta quan tâm. Lúc nãy thì em đã quay cho các chúng ta với cái bảng tappi cánh cửa bên phía lái rồi. Thì đây em sẽ mở tiếp cho các chúng ta cái nữa. Ở đây trên này chúng ta sẽ có cả cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu nhá. Đấy, khi có xe vượt thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ cảnh báo điểm màu đỏ đấy. Đấy, nội thất các anh chị nhìn cho em này. Đấy, rất ok luôn. Ghế này. Đấy, con này rất là phù hợp cho con nữ này. Bác nào mà muốn mua tặng vợ thì đây có thể là một cái sản phẩm mà rất đáng để chúng ta có thể là tham khảo, đúng không ạ? Quá ok luôn. Đấy, có thể nói hàng ghế sau của nó khá rộng, các chị đang ngồi thoải mái, hai người lớn một trẻ em đó, rất ok nhá. Và bây giờ đó là tổng thể cái phần ngoại thất và nội thất của chiếc 2008 GT Line. Và bây giờ để giúp các anh chị nhà mình có thể đánh giá chi tiết hơn thì em sẽ quay tiếp cho các chị ta với khoang động cơ của nó. Và bây giờ tiếp tục với khoang động cơ của chiếc xe này thì như em cũng thông báo với các bác là máy của xe này được trang bị động cơ máy là 1.2 nhưng mà turbo. Đấy, các bác thấy con này tất cả tình trạng là bao zin hết nhé, keo zin này và máy đang hoạt động nhưng mà cực êm luôn. Và đương nhiên là xe nó mới chỉ lăn bánh có 5.2 thôi thì chúng ta thấy là nó cũng còn rất là mới, được chưa? Động cơ này thì tiết kiệm nhiên liệu là một nhưng mà không hề yếu chút nào các anh chị nhá. Đấy, nếu mà cảm giác lái ở trên đường thì các bác có thể thấy là cái khả năng khi mà chúng ta đạp ga cái xe này ấy, nó tăng tốc cũng rất là tốt, nó không hề bị yếu như là những dòng xe khác sử dụng động cơ máy 1.2. Vậy phải nói là thực sự là một chiếc xe rất thú vị, nhỏ nhắn gọn gàng, dễ điều khiển, phù hợp cho chị em hoặc các bác nào mà chúng ta thích những cái dòng xe cỡ nhỏ. Thì thực sự là một cái sản phẩm đến từ châu Âu có thể gọi là rất đáng tiền. Vâng, vậy trên đây là chất lượng của chiếc Peugeot 2008 được sản xuất năm 2021 và giá tiền hiện tại em Việt đang chào bán cho chiếc xe này với con số chỉ có 650 triệu đồng. Cho bác nào thiện chí quan tâm thì sau buổi live ngày hôm nay các bác trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em nhé theo số hotline 0947598859, em hỗ trợ và tư vấn cho các bác cụ thể về các thủ tục mua bán sang tên đối chủ với sản phẩm này. Một lần nữa rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm chất lượng mới về hàng ngày tại kênh YouTube Việt Xe Chất.